Có một chú bán kem đã ngoài 60 tuổi, nhưng mỗi ngày chú đều đẩy chiếc xe đạp đi khắp cái con hẻm ở quận 3 và quận Phú Nhuận. Hôm mình thấy được chú là hôm đó trời mưa lớn, chú xin nhờ đứng trú mưa dưới mái hiên nhà mình. Tự nhiên thấy chạnh lòng vì ở cái độ tuổi này mà chú vẫn phải đẩy chiếc xe đi khắp nơi để bán, bất kể mưa hay nắng. Hôm nào mưa thì chật vật như vậy nè, còn hôm nào nắng thì bán được nhiều hơn một chút. Hôm nay tôi gặp lại chú thì mới biết là chú bị tai biến nên bán kem cực kỳ chậm. Chú không bị tai biến, chú làm lẹ lắm. Cái bánh khỏi thôi chú, dạ. Lại chú luôn. Tôi thường ăn bánh mì kem của chú cực kỳ rẻ luôn, có 10 cành một cái thôi à. Và chú thường có bán cả kem ốc quế nữa nha. Nhìn cái xe kem đơn giản vậy thôi chứ ngon không kém gì các loại kem sang chảnh đâu nha. Các bạn có thấy chú đẩy xe ngang qua nhớ ủng hộ chú nha. Đố mọi người cục ú nu này là món gì? Ban đầu nhìn vô thấy giống mochi, sau đó là tưởng sữa chua Hy Lạp. Nhưng không phải đâu nha, nó là cục phô mai burrata. Khi mà mua và nhận được á, bên trong nó sẽ có nước nữa nha mọi người. Đổ phần nước ra thì được nguyên một cục phô mai siêu to vậy nè. Và mọi người biết không, chính cái cục phô mai này làm tôi điên đảo ở Pizza Phobi đó mọi người. Tôi mê em nó đến độ mà bây giờ tôi phải mua về để ăn thử để review cho mọi người luôn nè. Và cái món này tôi sẽ ăn với trái cây nha. Một cục siêu to này tôi mua với giá chỉ có 115 cành thôi. Và tôi thích nhất là lúc mà ngồi cắt cái cục phô mai này ra nè mọi người. Bên ngoài là lớp da phô mai mozzarella siêu mịn màng và núng nính luôn. Còn bên trong là hỗn hợp sữa đông và kem tươi. Ăn vào thì siêu mịn màng và cực kỳ béo và ngậy luôn. Món này mọi người thường hay ăn với pizza, còn tôi thì rất là thích ăn với lại trái cây nha. Thật ra cục phô mai siêu núng nính này chỉ cần ăn với trái cây là đã đủ hợp rồi. Phô mai sẽ có độ ngậy và béo, rồi trái cây sẽ có độ ngọt nhẹ. Và đặc biệt là khi mà mình ăn xong rồi, cái hậu vị béo nó vẫn còn trong miệng mình luôn nha. Và nó kiểu lạnh lạnh ăn thích lắm luôn. Ta nói nguyên cục này nó siêu to luôn, giá chỉ có 115 cành hả. Thử thách làm món chè yêu thích của Lisa trong Blackpink thì sẽ như thế nào? Đúng là quốc bảo của Thái Lan, đi tới đâu ăn tới đâu là cái quán nó hot tới đó luôn mọi người ơi. Tôi tạm gọi là món này là món chè nha mọi người. Đầu tiên mình sẽ xay đá bào ra thật là mịn nha. Thật ra là tôi để lợm cợm xíu nữa cho đá nó không có bị tan ra nhiều, rồi sau đó mình sẽ đi làm đường đen nè. Nếu mà thích ngọt thì có thể cho nhiều đường đen xíu nha, sau đó bỏ một xíu nước ấm khuấy cho nó tan ra là đủ rồi. Tiếp theo mình sẽ dùng sữa nha mọi người, và đây là lon sữa béo của Thái á mọi người, cái màu đỏ hoa hồng của mấy bà. Nhất định cái món này là phải dùng cái loại sữa đó cho tôi nha, bởi vì nó rất là béo và thơm luôn. Sau đó cho đường đen, thạch củ năng và thạch phô mai vào. Món này mà phải có thêm thạch xương sáo là ta nói nó siêu đẹp luôn. Khúc này là tôi quậy đều lên mà tôi thấy quên thiếu thiếu gì đó, ai ngờ đâu là thiếu Milo nha. Rồi lấy Milo bỏ vô nha mọi người, xong mình quậy đều lên mình ăn. Ta nói trời ơi cái Milo thì ta nói nó thơm thơm, sữa thì béo, đặc biệt có cái mùi thơm của đường đen nữa nha, cực kỳ thơm luôn. Mà món này ăn vô á mọi người là vừa mát nè vừa béo nè, mà lại không bị quá ngọt nữa. Đặc biệt là tôi rất là thích cái mùi của đường đen luôn nha. Rồi bây giờ tin tôi, ở nhà đi, không cần phải tốn tiền vé máy bay qua Thái Lan để mua cái món này đâu. Món hàng vô chi mà tôi đã đặt trên TikTok shop, đó chính là túi không khí Đà Lạt. Nhưng mà cái túi này nó mới được căn phòng nha, nhiều ọp hơn nha. Đây là món đồ chắc chắn phải dành cho nhỏ bạn thân của mình rồi, đó chính là túi không khí Đà Lạt. Và lần này là tôi mua review của một chỗ khác nữa nha mọi người. Không mà cái món này hình như giờ đang hot lắm hay sao á, tại vì giờ là mấy shop bán luôn. Đầu tiên là không khí Đà Lạt đồ nướng. Trên cái hình á ghi thành phần á là gà nướng sốt tiêu xanh view thung lũng Đà Lạt. Trời ơi là trời. Nó mát ghê á. Nhưng mà không nghe được mùi gà nướng trong đây. Nghe cái vị nó mát rồi, nghe cái mùi nó mát rồi. Không khí hồ Xuân Hương, 0,5% là nước hồ, 98,5% là không khí ẩm, rồi 1% là sự mệt mỏi khi đang đập dịch. Người ta kêu tôi là bây giờ phải nhắm lại cái cảm nhận thôi. Xong rồi, hết rồi. Vậy thôi đó, cái mùi của nó mát của không khí. Còn lại là không nghe được mùi gì hết á. Nghe được cái bực mình, cái bạch ngủ rồi đó đi. Hết rồi, giờ cái này đâu có tái sử dụng được đâu. Một quán bán đồ ăn Huế nấp hẻm giá siêu rẻ mà lại còn chuẩn vị Huế. Biết sao mà tôi đảm bảo là chuẩn vị Huế không? Bởi vì cô chú chủ quán ở đây là người Huế luôn á, nên cái món ăn vẫn được giữ hương vị Huế. Tôi gọi một dĩa bánh thập cẩm gồm bánh bột lọc, bánh nạm, chả Huế, ram ché, bánh bèo chén, chả. À ngoài ra còn có da heo nữa nha. Mà tôi đảm bảo luôn món Huế ở đây là siêu rẻ luôn á, mỗi cái bánh chỉ có 3 cành thôi à. Còn dĩa thập cẩm tôi gọi có giá là 33 cành. Nước mắm ở đây vừa miệng cực kỳ luôn, không quá nhạt cũng không quá mặn. Ngon nhất là cái cục chả này nè. Vừa to vừa thơm, ta nói cắn một cái nào là đã phát đó. Tiếp theo là món cơm hến. Tô này có giá là 25 cành. Hến được xào qua trộn cùng cơm và một chút rau bào, với đậu phộng rang và có da heo chiên giòn, có đi kèm là chén nước ốc nữa nha. Tô này có giá là 25 cành thôi à. So với cái giá này thì tôi cũng không đòi hỏi nhiều, nhưng mà tôi thấy cũng được thôi à, chứ không có xuất sắc lắm. Cái món vị hến mà xuất sắc nhất ở đây là tôi thấy cái món hến sốt bánh đa này. Hến ở đây cực kỳ tươi và ngọt luôn á, được xào với hành tây, trộn thêm đậu phộng và mè. Lấy miếng bánh đa giòn rụm xúc cùng với một miếng hến, trời ơi ta nói đỉnh cao luôn. Tiếp theo là món bánh ướt cuốn thịt nướng có giá là 6 cành một cái nè, chấm cùng cái sốt màu vàng có vị béo béo mặn mặn và rất là thơm luôn. Tôi gọi tổng cộng là 4 món có giá là 150 cành thôi à. Quán nằm trong hẻm khá sâu của Lê Văn Sĩ quận 3, đi vào thấy hai tiệm thì ghé ở tiệm thứ hai nha, tiệm đầu là không có phải đâu. Làm mì căng có liệu là có căng thì mới làm được. Rồi vẫn là lướt tớp tớp quá 180 phút đây mấy mọi người ơi. Mình sẽ làm món mì căng nha, mà cái món này đơn giản lắm, mình chỉ cần có bột mì, cho thêm nước vào nữa rồi nhồi nhồi cho đến khi nào mà nó vo thành cục rồi thôi nha. Cái đoạn này nhìn vậy thôi tôi dò cũng phải là 15-20 phút nha. Sau đó đậy nắp lại mang đi ủ được một tiếng là nó phình ra vậy nè mọi người ơi. Rồi mình sẽ cho nước vào đây rửa. Khúc tự nhiên em đang rửa bóp bóp vậy nè mọi người, cái nó bấy tà bì ra vậy nè mấy bà ơi, tự nhiên cái nó thành sợi luôn, nó không vo thành một cái cục giống hồi nãy nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ cho dầu vào đũa nha mấy bà. Rồi quấn cái sợi bột vô trong cái sợi đũa như vậy nè, còn cái ở giữa
giữa là kẹp nó vô cái đũa ở giữa là ok la nha. Sao mà cục bột này mọi người vắt nước được mà tôi vắt nước cục bột này không có được mọi người ơi. Nhưng mà cầm nó quấn quấn lên nó nhão nhão sao quá sợ nó su cà na quá mấy bà. Quấn dày quá thì sợ luộc hoài không chín nên là tôi quyết định luộc 30 phút nha để cho nó chín luôn phần bột bên trong. Một cái chén muối ớt cay cay thì cay cho tôi rồi bắt đầu mình sẽ lấy mì căn mình giống vô ăn nha mọi người. Ê cái món này ăn cũng lạ nha mấy bà ơi mà cái phần muối nó cay ăn nó đã gì đâu. Chân gà rút xương chấm với nước sốt ngon cực kỳ. Món mới chân gà rút xương tại quán Ti Thi liệu có ngon như Ti Thi nói. Một hộp chân gà rút xương này có giá là 130 cành. Trong này sẽ có sả, tắc, lá chanh và cái nước sốt ngâm chân gà tôi cảm giác giống như là cái sốt Thái á mọi người. À ngoài ra còn được ngâm chung với cóc. U là trời chưa ăn nhưng mà thơm cực kỳ nha mọi người. Và cái chân gà rất là nhiều tôi đoán cũng có trên dưới 20 cái chân á. Và chân gà Ti Thi sẽ chấm kèm với cái nước sốt của nhà Ti Thi luôn và cái nước sốt này rất là lạ, cay cay và rất cực kỳ thơm. Khi mua một phần sẽ được tặng kèm thêm một cái ly trà chanh. Chân gà rút xương sẽ không quá to, giòn dai sừng sực và cực kỳ thấm. Nhưng mà điểm cộng lớn nhất vẫn là cái nước chấm nha mọi người. Cái nước chấm cực kỳ lạ luôn, hầu như tôi thấy chưa có chỗ nào có cái nước chấm giống nhà Ti Thi hết trơn. Nếu ăn tại quán thì nhân viên sẽ cho bạn cái tô để đổ ra, còn nếu mang về thì vẫn có thể mang về được nha. Và một lưu ý là đặc trưng của mấy cái món ăn nhà Ti Thi sẽ rất là cay và cái món chân gà này cũng cay nha mọi người. Bạn nào mà không ăn cay có thể cân nhắc lại nha. Một loại phô mai mà chắc chắn ai cũng biết, phô mai mà con chuột Jerry cực kỳ yêu thích. Và tôi đảm bảo luôn hồi nhỏ ai cũng ước một lần ăn thử cái miếng phô mai này. Chứ tôi là mỗi lần coi tên và Jerry là thèm thuồng cái cục phô mai này thiệt. Phô mai này có tên là phô mai Emmental. Trên bề mặt là sẽ có những cái lỗ. Chất phô mai thì dẻo dẻo nha mọi người. Ăn phô mai này sẽ có cảm giác là vị nhạt nha mọi người, nhưng mà hậu vị thì béo nha. Nhưng mà tôi nghĩ là cái này ăn không thì nó không có ngon nên tôi quyết định sẽ làm một cái món. À, tôi đã được học trên tóp tóp nha mọi người, tức là bào nhuyễn nó ra. Sau đó là sẽ mang đi áp chảo nha. Áp chảo rồi mình sẽ lật cái mặt nó lại nè. Cho đến khi nào mà nhìn cho nó cảm giác giòn giòn một tí á nha mọi người. Phô mai Emmental là thuộc phô mai cứng nhưng mà nó chỉ là dẻo dẻo thôi chứ không phải là cứng nhắc đâu nha. Sau đó rồi mình sẽ bỏ lên một cái ly, lấy khăn giấy chụp lại nó ra như vậy nè mọi người, để nó ra được tạo hình này nha. Tạo hình này nó sẽ giống với cái chén á mọi người. Sau đó anh sẽ bỏ kem dừa vào. Cái lớp vỏ bên ngoài được làm từ phô mai thì cực kỳ giòn và rất cái hậu béo nha, và ăn kem thì ngọt ngọt mát cực kỳ. Mà nhìn lại rất là đẹp nha mọi người ơi. Tính ra tôi là một đứa không khéo tay nha mọi người, mà tự làm xong cảm giác như là nó ngon mà nó còn đẹp nữa. Và đây là tôi với cân nặng là 105kg. Mọi người biết tôi review đồ ăn lâu rồi nhưng mà không ai nghĩ đây là tôi của 105kg đâu đúng không? Tại đây là lần đầu tiên tôi nói mà đây là năm tôi của năm 12 á mọi người. Còn đây là tôi của bây giờ nha mọi người ơi, với cân nặng hiện tại là hình như 55kg á mọi người, đâu lâu nó có lên xíu. Rồi clip này là không có PR quảng cáo gì hết nha. Và chỉ sẽ mang tính chất chia sẻ thôi để dành cho những bạn nào mà đang tự ti về ngoại hình của chính mình. Ngày xưa lúc mà tôi 105kg là tôi từng có cái giai đoạn là bị tự kỷ luôn, không muốn gặp hay là tiếp xúc bất kỳ một ai luôn, mà ở cái độ tuổi năm lớp 8 lúc đó là đang ở cái độ tuổi dậy thì nữa. Mà mọi người biết á, cái lúc đó mà ai mà nhìn vô mặt tôi thôi nha mọi người, là tôi cứ nghĩ là người ta đang dè biểu mình hết luôn á mọi người. Cảm giác như là mọi người xung quanh đều đang chỉ trích mình vì mình béo phì á mọi người, nói thiệt luôn. Kéo dài đến năm lớp 11 á thì tôi bắt đầu là nhận thức được cái ngoại hình của mình nó kiểu nó quá là béo đi, hoặc mặc đồ không vừa luôn mọi người. Mà mọi người tin á, cái lúc mà tôi mặc đồ là cái thời điểm đó nha, là tôi phải mặc đồ size nước ngoài á nó mới vừa với tôi. Rồi cái quá trình nhịn ăn của tôi là năm lớp 11 kéo dài 3 tháng hè nha mọi người, ốm được 20 mấy ký đó. Nhưng mà cái lúc mà nhịn ăn xong trời ơi, tôi nói mọi người, tôi tiều tị, tôi xấu xí mà đến độ mà tôi đi vô nhập học á, mọi người xung quanh không biết tôi là ai luôn. Mà giảm ký nhiều trong một thời gian ngắn là mọi người bị gì không, bị da sạm nè, rồi con mắt của tôi nó không hồn luôn, kiểu là mà đang nó tiều tụy luôn tại thời điểm đó. Mà giảm cân nhanh quá là sẽ bị mất chất với mất nước rất là nhiều luôn á, nên đúng rồi, tiều tụy lắm. Mãi về sau này á tôi mới nhận ra một điều là thứ mà làm mình áp lực không phải là do người khác mà là do suy nghĩ của bản thân mình. Và tôi bắt đầu học cách yêu thương bản thân mình, chấp nhận bản thân và hoàn thiện bản thân của mình theo phiên bản tốt nhất. Thay vì nhịn ăn á thì tôi sẽ đi tập nè, rồi thay vì ở nhà một mình á thì tôi sẽ bắt đầu ra ngoài gặp nhiều người hơn. Mà thiệt sự á, chỉ có những cái bạn nào mà bị body shaming mới hiểu nha mọi người. Họ rất là sợ nhìn vô ánh mắt của người khác luôn, nhất là những người mà mới gặp lần đầu tiên. Và với tôi nghĩ con gái là cần được nâng niu mọi người, dù là ngoại hình như thế nào. Nên là tôi nói thiệt với mọi người, đừng có body shaming người khác, vì thật sự là nó làm ảnh hưởng rất là nhiều đến tâm sinh lý của những cái bạn, mà nhất là những bạn mới lớn. Thật sự là nếu như bạn nào mà muốn tôi chia sẻ tiếp về cái quá trình giảm cân từ 105kg của tôi xuống còn 55kg và như hiện tại của tôi bây giờ nè, tự tin hơn nè, khác hơn nè, thay đổi nhiều hơn nè, mà nói nhiều hơn đó nha mọi người. Ngày xưa tôi tự ti dữ lắm, thì cứ comment đi, có gì tôi sẽ làm tiếp những cái clip chia sẻ. Đôi khi tôi review về food đó mọi người, nên khi mà kêu tôi chia sẻ về cá nhân mình tôi hơi bị khớp khớp một xíu á, nhưng mà nếu như mà mấy bà mất thích á thì tôi sẽ chia sẻ tiếp.